Trên lầu này có ca ấy gì không chị, có nghi nhiễm gì không để biết lên nha. Bao nhiêu trên đó, bao nhiêu hộ? 8 phòng đủ chưa? Mấy phần rồi? 2 phòng đi nhìn quê. À vậy là bỏ ra 2 phòng đúng không? Dạ. Rồi, anh mang vào trong đi anh. Dạ. Bên đây có chưa? Bên đây cho chị này có chưa? Rồi, cảm ơn. Đây, bên đây nữa, trên đây nè. Đây nè em. Anh trai. À rồi rồi, dạ cảm ơn cô. Dạ, mọi người vào trong lấy rồi. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Phòng này nữa hả? 2 phòng nữa không? Rồi rồi rồi, để con xuống con lấy. Dạ, chị lấy vào trong đi, lấy vào nhà đi mọi người. 2 phòng nữa chị ơi. Dạ dạ rồi rồi, cảm ơn mọi người. Rồi đi. Mình để ngay chỗ cái ghế đi rồi chị ấy nha. Dạ dạ, có gì nói mấy anh chị mang vô giùm. Dạ. Rồi, đây đây cứ để cho. Bên đây, bên đây mà hay là để hết đây? Để đây đi chút chị. À rồi rồi. Rồi cảm ơn mấy đứa em nhiều. Dạ dạ dạ. Rồi cảm ơn cô nhiều. Dạ. Lúc về mà có gì thấy dạ vui. Dạ. Xem ơi chị đạp em mới về đây. Chị đang phát trực tiếp em à. Được rồi. Thôi được rồi, xịt mọi người trước. Đây hình ảnh mấy anh chị là giữa trưa nắng nói chung đổ mồ hôi cũng mang đến những phần quà cho người dân mình nha. Dạ, hy vọng là chúng ta cùng nhau vượt qua dịch lần này, cho trở lại cuộc sống bình thường. Rồi xuất phát thôi. Rồi cảm ơn mấy em nhiều. Dạ dạ. Rồi cô vận động mọi người ở yên trong nhà nha cô. À nha. Trên đó là nó phát cửa không bất. Dạ 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 dạ. Ờ rồi rồi. Lấy phần à. Đây chạy đây. Dạ. Rồi, cảm ơn nha, rồi. Cho cô nha cô. Dạ dạ dạ. Ha à, nhân. Lấy một phần. Ủa. Dạ dạ rồi, mọi người vào trong nhà đi chị. Trời ơi. Đi ra đường nữa. Dạ đúng. Rồi. Rồi giờ tới đâu nữa? Giờ đâu đó chị? Em anh còn mấy phòng nữa. Đây nè, đây nè. Dạ dạ. Rồi, đi bộ thôi. Xe đây. Đây mấy phòng đúng không? Đúng rồi. Dạ. Ở trong nhà đi cô ơi. Cô cứ ở vào trong nhà đi, đừng có ra ngoài giùm. Vận động mấy cô chú vô trong giùm anh ơi. Dạ anh kìa, lấy mấy phần à. Đây 3 phần. Cô đó đi đâu vậy anh?
dạ rồi rồi. Mọi người nhanh cái tay lẹ cái chân lên mọi người ơi. Đây hình ảnh mấy anh chiến sĩ đây. Dạ. Trời nắng gắt như thế này mà nhìn thấy mọi người vui thì anh em chúng tôi cũng rất là vui. Quên hết cả mệt. Dạ. Vận động mọi người vào trong nhà đi ạ. À. Ai cũng có phần ạ. À. Rồi. Dạ lấy vào trong đi cô, được rồi đó. Dạ cô cứ lấy. Dạ bên đây có chưa? Nhớ coi, nhớ coi, coi bên còn hộ nào nữa cô? Vậy hả? À dạ dạ dạ, kêu chó vô giùm con đi cô ơi. Dạ dạ không khỏi kêu ra, khoan khoan khỏi kêu ra, cô cứ chỉ phòng nào là được rồi, đừng có kêu ra. Vô vô nhà đi, vô nhà đi. À rau củ sẽ được đưa đến tổng phòng, mấy anh chị không cài ra trong kia, trong cái cô mà áo vàng vàng bông vàng á chỉ ở nhà đâu. Chị đã dặn là khi mà mỗi một cái là một phần gạo để dễ. Kìa đi theo anh Cao kìa em trai. Rồi cô lấy vào trong đi cô. Dạ. Mọi người tới mọi người lấy vào đi. Đây đây đây, cô này. Ủa. Cô có chưa cô? Dạ cô vào trong đi, cô vào trong đi. Đủ chưa? Đủ chưa ạ? Đủ, chưa à? Đủ rồi, rồi cảm ơn mọi người nha. Rồi. Dạ 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 dạ. Rồi. Dạ. Kẹt ha. Ê nhà này có chưa? Nhà này chưa đúng không? À. Đây nè, trong này nè. Đây 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 đây. Anh Cao, anh Cao. Có rồi anh Cao. Đây nè nè. Đây nè. Rồi lấy phần gạo, lấy phần rau, lấy phần rau. Trả lại. Rồi rồi, đó. Dạ. Rồi. Ở đâu anh chỉ là dùng giùm em á. Ờ, à, rồi đó. Em lên gạo ở đây không?